Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh YouTube Hàng Nhật Bãi nhá, rẻ này. Clip hôm nay em thanh lý cho bác một đôi quả đứng nhá. Quả đứng Toshiba này. Đấy. Cánh màu xanh nhá. Hai con đều cánh màu xanh nhá. Đấy. Hai cánh màu xanh, à một con một cánh màu xanh xanh nón chuối, xanh lắc, xanh gọi là xanh nón chuối. Và làm giống như vậy. Màu xanh nhạt các bác nhá, xanh nước biển ấy. Đấy. Hình thức hai con này. Đấy. Lồng con này một lồng mạ ấy. Con này lồng mạ này, con này lồng sơn này. Đấy, thân thì đây. Thân đấy, thân hai thân trắng nhá nhá. Bàn thì bàn phay nhôm này, đấy mặt phay nhôm này, đấy vuông này, đấy nhựa vuông nhá. Đấy. Hình thức thì xung quanh các bạn này, đấy. Bầu nhựa ok nhá, đây cổ này, thân này, đấy, thân nhá. Đấy, còn bên đây nhá. Đấy. Ngon lành nhá, đây con này đứt dây nó bị ấy này, đè bị đập cho nó đứt dây này. Đấy. Đây hai quạt lửng đấy nhá, con này cổ đây nhá. Lành nhá, đấy cánh lành với nhá, nói chung cánh lành, cổ cánh lành, để đi, đấy. Thì con em nọ bán 2.750, con này bán 600 nhá. Từ ngày hôm qua thì bác bổ chốt xong, bác lại điện lại, bác lại bổ thôi đắt quá không chốt đấy. Thôi đấy thì hai con em lên thanh lý thôi cho các bác nhá, có 750 650 thì 600 nhá, thì em thanh lý đôi này cho các bác là 1.200.000 nhá, bao chạy ok cho các bác nhá. 1.200.000. Chốt hàng thì vừa liên hệ qua số điện thoại 0983 329 7500 với. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo.